có đăng cái này hay, nhưng mà em thấy là thì chưa có ai mà làm như người cái này. Tại vì anh chưa nói nhiều người nói kiến sập xíu gì đâu, cái này để sưu tầm thôi mà. Đây toàn là khoảng có bao nhiêu hãng rượu ở đây vậy anh? Nhiều lắm em. Nhiều. Hãng rượu em nói nhiều lắm. Tức là riêng về anh nói riêng về các loại rượu của anh ở đây là 3,000+ loại. Ồ. Mỗi loại chỉ có một chai thôi, nó khoảng 3,000+ loại. Là 3,000+ chai đây. Nhưng mà ở trong cái giới sưu tầm á thì anh chưa là gì cả. Kinh vậy. Anh gì hồi cách đây hồi mà nó chưa có những cái hội á, thì ở trong thành phố này anh thuộc loại cũng là nhất nhì, nhưng mà bây giờ là hầu như là anh cũng lại cỡ top 10 được cùng thôi. Dạ, giao lưu thêm thì biết thêm đó. Nhưng mà chính tiền thì cái này không có tiền, nếu mà tính tiền thì tại anh chơi lâu anh cứ dần anh cũng không được. Nếu mà cái chai mà nhưng mà tiền ra thì mình cũng không muốn được nữa, tại vì nó cũng nhiều tiền anh cũng không được. Nhưng mà cái chai ít tiền nhất nó khoảng bao nhiêu? Chai ít tiền nhất ít tiền thì có thể nó cũng vài 10,000. Còn chai nhiều nhất, chai nhiều như có nhiều chai nó có 10,000+. Nó cũng rất là nhiều, có nhiều chai nó có một cái lịch sử riêng, nó có một cái gì riêng cũng đều rất là phải. Nhiều chai cổ, chai không còn giá. Chai giá trị của chai không còn sản xuất hay là gì. Trời ơi. Em nhìn nhiều thôi mà em chóng mặt luôn á.